Rồi hai, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để nói về cái việc mà chỉ lựa chọn cái súng bắn ốc cho cái tiệm sửa xe của mình nha. Thì cái này thực sự cũng khá là khó các bạn. Nhiều khi mà mình cứ nghĩ là súng bắn lực nhất rồi là mình mua thôi đúng không? Nhiều khi mình không căn được cái lực mà nó phù hợp ấy thì mình mua về nó sẽ dư thừa, với lại xài nó sẽ hơi khó. Thì mình cũng đã gặp nhiều sai lầm rồi, cho nên hôm nay là mình sẽ nói về cái vấn đề mà lựa chọn chúng cho súng bắn ốc cho cái tiệm sửa xe nha. Thì mình kể chuyện một tí để qua cái trường hợp mà mình đã gặp phải thì mình sẽ review nó dễ hơn đúng không? Nhưng ngày xưa mà cái hồi mình mới mở tiệm ấy thì mình có mua một cái súng bắn ốc. Cái này là cây mua sau nha các bạn. Cây đấy thì cây đầu tiên mình đang kể tới là mình bỏ rồi. Mình mua 700 ngàn. Mình thực sự là lúc đấy mình không quan tâm cái lực siết là bao nhiêu. Mình chỉ có biết là cái súng đó là súng một búa. Là mình mua khoảng 700 ngàn, súng của Trung Quốc. Mà người ta tặng cho một cái hộp, nó một bộ đầu típ với lại có nhiều thứ lắm, nhiều phụ kiện. Súng đấy thì nếu mà như mình đoán cỡ bây giờ này, nó tầm có khoảng 300 newton đúng không ạ, 300 newton lực. Thì đa số những cái chiếc xe, những con ốc ở trên cái xe của mình thì mình sử dụng cái súng đó là hợp lý. Nhưng mà cái điểm dở của nó là bắn súng đó nó bắn ốc bánh sau của xe tay ga các bạn. Mấy con ốc quá nặng thì nó sẽ không ra được, mình phải mở bằng tay thì nó sẽ gây phức tạp cho mình đúng không? Thì cái súng đó mình xài một thời gian lâu, xong bắt đầu là nó yếu quá, xong đến một thời gian mình xài xe tay ga nhiều á mà cứ bắn không ra ốc, mình rất bực mình. Thì mình cũng đi tìm một cái thương hiệu súng, mình mua cây súng này nha các bạn. Shinano của Nhật. Đó, cây súng này thì ngày đấy mình mua 4,2 triệu. 4,2 triệu là nó chỉ có cái máy thôi, nó không có cái này luôn các bạn. Hàng xịn thì mình không biết sao nhưng mà cái này nó cũng bán rồi. Cái này về cái chụp vô á là nó là 400 ngàn, đúng không? Hồi đấy mình mua 400 ngàn lẻ cái này. Cái súng này là mình mua 4,2 triệu. Cái súng này thì bây giờ nếu mà bạn mua thì nó cỡ tầm khoảng 3,8 triệu, 3,9 triệu gì đó tùy. Nhưng mà mình thấy cái súng này cực kỳ là bền đấy bạn. Mình mua từ năm 2016, mình xài tới bây giờ nó đang là mạnh, rất là mạnh luôn. Cái áp bơm, cái áp của cái bình hơi của mình thì mình để có 8 kg thôi cho nó đỡ nguy hiểm, tại bình cũ rồi mà mình bắn cái súng này nó cực kỳ là lực. Giờ ốc bánh sau xe tay ga mà nó cứng thế nào mà mình bật cái như cả mình bắn ra đúng không, bắn như cạch 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 là ra. Còn như những cái súng mà yếu yếu thì các bạn có bắn cả ngày nó cũng ra các bạn, cho nên nó rất khó chịu. Mà mình xài tới cái súng này ấy, cái súng này là lực của nó là 750 newton, mình không nhớ nhầm nhưng mà nó cỡ khoảng tầm 700 đến 800 newton, trung bình nó có hình như nó nằm cũng khoảng 750 newton nha các bạn. Dò thử Shinano, cái mẫu giống kiểu này các bạn lên dò là sẽ thấy cái mẫu giống kiểu của mình. Nó nằm ở tầm của khoảng 750 newton lực, là bắn nó lực cực kỳ. Nếu mà ví dụ mà mình bắn ra thì mình chỉ có con ốc vậy thôi nha các bạn, chỉ có con ốc bánh sau đó thì mình mới xài bắn tới số 3. Cái này nó có 4 cấp số. Mình bắn số 3 thôi là mình đã thấy rất là ghê rồi, còn hơi mà nó bị yếu thì mình bắn số 4, nhưng mà đa số mình bắn số 3. Còn bình thường ở trên cái xe của mình ấy, từ cái ốc bánh sau hoặc là những cái ốc mà cứng mà ốc bánh sau nó cũng khá cứng, ốc bánh trước bánh sau nó khá cứng rồi, ốc máy rồi tất cả những cái ốc trên xe thì mình chỉ bắn số 2 thôi. Chứ mình không bắn hơn, tại vì cái lực nó rất là mạnh, 750 newton. Thì mình xài một thời gian, đến bây giờ mình mới vẫn đang xài cái súng này các bạn. Nhưng mà một cái là khi mà mình thao tác mà mình kéo dây đi kéo dây về, dây hơi đi về thứ ấy, thì nó sẽ rất là khó. Cũng có một thời gian đấy là mình nghĩ là bảo là cái những cái súng bắn điện này nó sẽ không ok, nó không ngon, xài nó sẽ yếu hay sao đó. Đấy là cái tư duy của mình nghĩ vậy thôi. Mình đang xài cái súng mà bắn hơi này quen rồi. Nhưng mà thực sự khi mà mình xài cái súng điện ấy thì mình thấy nó tiện lợi. Thì tùy các bạn nha, ví dụ mà các bạn mà xử lý sửa cơ bản cái thứ mà các bạn muốn xài súng hơi thì súng hơi nó cũng có cái lợi thế nó có thể nó bền hơn, nó không phải sạc pin này nọ, nó xài hơi chung với máy bơm hơi thứ đó. Nhưng mà bây giờ thì như mình thì mình sẽ không có ưu tiên xài cái súng dây hơi nữa, kiểu nó rườm rà lắm, nhiều khi việc đông mà mình cứ kéo đi kéo lại kéo tới kéo lui nó rất là khó chịu. Cho nên là mình xài súng điện. Thì cái súng này là một cây súng Makita nha. Cái súng này ngày xưa là mua trước rồi các bạn, mua để bắn mấy con ốc vớ vẩn thôi. Nhưng mà xài thấy nó khá ok, mà này là Makita hàng giả. Nếu mà các bạn mua cái súng này nó tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu mốt, là có 2 cục pin, có một cái thân máy với lại có một cái cục sạc nữa. Nó rẻ lắm nhưng mà xài nó cũng khá ok các bạn. Lực bắn là thuộc dạng là ở trên những cái xe Winner mà không có cái ốc bánh sau to đùng giống như xe tay ga thì xài cái súng này là nó cũng thuộc dạng là sử dụng được gần như tất cả các con ốc rồi. Trừ cái ốc bánh sau bánh trước ra thì nhiều khi hơi căng, nhưng mà những con ốc khác thì súng này bắn được nha. Cái súng này thì mình không biết bao nhiêu newton, mình không biết luôn, nhưng mà xài cái súng điện nó tiện mà nó rất lực.
Tùy theo nha, nhưng mà nó không có thua kém cái súng hơi một tí nào đâu, nhưng mà cái điểm dở nó là mắc hơn. Cái này là súng hàng giả thì mình đợt tới nó mua hết một chỗ mấy á, nhưng mà bữa nay mình mới mua cái súng này. Cái súng này thì mình của Milwaukee nha, thì mình cũng thấy trên mạng review như vậy, với lại là thương hiệu của Mỹ rồi, là nhiều người review, nhiều người xài, thì mình tin là nó ngon thôi đúng không? Thì mình mua thử một cây. Cây này thì mình mua 7 triệu 2 là có một cục pin, một cục sạc, với lại một cái thân máy. Cái thân máy là 5 triệu rưỡi, có chỗ người ta bán rẻ hơn bạn, 4 triệu cái thân máy thôi. Nhưng mà kiểu mình không tin, mà lâu lâu mình mua cái súng thì mình mua luôn ở cái chỗ mà chính hãng đảm bảo rồi, tin tưởng mình mua, thì là 7 triệu 2 một cây. Cái cây súng này á, cái cây súng này là 881 Newton lực, nó quá mạnh các bạn, nó quá mạnh. Nếu mà như các bạn mà sử dụng xe tay ga rồi các kiểu đúng không, thì các bạn mua cây súng này thì hợp lý các bạn, đừng có mua mạnh hơn. Nếu mà như trên xe máy thì mình nghĩ là không có ốc nào cần tới có khoảng 1.000 Newton lực hết đấy, cả ốc bánh xe tay ga các bạn, cả ốc bánh xe tay ga luôn. Thì cái súng này là bắn ra nó có nặng, là nó bắn ra. Thì mình mua về, mình là chuyên sửa xe Winner đúng không, chuyên sửa xe Winner là bắn ốc bánh trước bánh sau, hoặc là cái mấy con ốc nồi là cứng lắm rồi. Còn những ốc khác thì mình không xài súng, mình chỉ bắn ra chứ mình không bắn vô nha, trừ những con ốc nào như kiểu ốc nồi mình phải bắt buộc phải xài súng, ốc vô lăng bắt buộc mình xài súng thì mình mới xài. Nhưng mà ở trên những cái xe Winner này, ốc vô lăng 12 ly cùng 12 ly với con ốc nồi là rất là cần lực siết rất lớn. Nhưng mà cái súng này mình chỉ có xài số 1 thôi là nó đủ lực rồi, cái số 2 là banh ốc hết đấy bạn, còn từ số 3 thì khỏi nói chuyện luôn, nó quá gọi là lực. Cho nên cái súng này ví dụ mà các bạn mà xài sử dụng cho những làm gọi là xe mà nhiều thể loại ốc, mà có những cái loại ốc mà rất là cứng ấy, ở trên xe máy ấy, thì các bạn hãy mua cái súng như này. Là cái súng này là 881 Newton, mạnh lắm các bạn, mình cứ đọc thông số thôi, nhưng mà thật ra khi mình cầm được cái súng mà mình siết hết lực của nó thì nó cực kỳ là mạnh luôn. Nhìn cái súng nó nhỏ nhỏ, mình cứ nghĩ vào cái súng nhỏ nhỏ vậy thì bắn cái gì mà sao nó lực được đúng không? Nhưng mà đến lúc mình về mình thử vào ốc thực tế thì nó cực kỳ lực các bạn. Cho nên là mình thấy cái súng này thực sự đối với mình là nó quá lực. Mình không cần cái súng mạnh như thế này bạn, mình không cần cái súng mạnh như thế này. Nếu mà đúng ra mà mình biết ấy, thì mình sẽ mua cái súng nó tầm có khoảng 500 Newton lực trở xuống thôi. Hoặc là ví dụ 400 Newton cũng được. 400, 400 rưỡi, 500 trong khoảng đấy là ok, là mình xài là thấy có thể là vừa. Còn cái súng này thì nó gọi là quá lực, nó không cần thiết, mình chỉ có xài đúng số 1. Còn số 2, số 3 là nó quá mạnh, nó khủng khiếp rồi, cho nên mình không xài tới. Đâm ra là nó lại đâm ra nó mạnh quá, nó gây cho mình phức tạp các bạn. Cái lực kéo của nó quá lớn ấy. Như kiểu bình thường các bạn đúng không? Bắn con ốc ra thì các bạn bắn con ốc ra thì nó sẽ búa nó yếu yếu thì búa nó sẽ ba đập liền. Nhưng mà cái này nó mạnh quá, nó có một cái lực kéo mạnh đi, mà mình phải ghi thật mạnh lại bắt đầu búa nó mới đập để nó bắn ốc ra. Cái hôm bữa mình cứ ý mình bắn nó bị kẹp tay mà dập hết tay luôn, tại đang bắn với cái súng yếu với mấy cái súng mà va đập sớm rồi. Còn cái này nó có cái lực kéo mạnh đi, nó ghi nó kéo ho cái tay, kiểu nó siết nó kéo theo cái tay mình đi, xong rồi bắt đầu là nó kẹt lại, bắt đầu cái búa nó mới đập để nó bắn con ốc ra, kiểu đó, nó mạnh quá vậy. Còn nếu mà ví dụ mà súng súng yếu hơn ấy, thì cái vòng tua thì nó phải đập sớm hơn để nó va chấn con ốc sớm hơn ấy, thì nó sẽ vừa tầm mình luôn, là ok luôn. Thì cái súng này là lực quá, mình đang mua một cái súng khác nữa. Cái súng khác thì mình cỡ khoảng tầm 475 Newton nha, mình đang mua để xài hàng ngày các bạn. Còn cái súng này thì nó lực quá thì mình chỉ có lâu lâu xài nó, hoặc là lúc bắn ra hoặc là bắn vô thì vẫn xài nó bình thường thôi, nhưng mà nó hơi bất tiện tại vì nó quá lực đó. Cho nên là nếu mà ví dụ mà các bạn làm nghề sửa xe á, thì mình nghĩ là nên xài có khoảng tầm 700 Newton lực trở xuống, kể cả ốc tay ga các bạn, kể cả ốc tay ga thì các bạn xài 700 Newton lực trở xuống là ok. Còn nếu nhiều khi các bạn không biết đấy, nhiều khi các bạn cứ nghĩ là súng mạnh là ngon, nhiều khi nó quá mạnh các bạn bắn vô các bạn sẽ có nguy cơ là ốc nó quá lực các bạn. Như kiểu cái này có cấp số đúng không, cái cấp số thấp nhất của nó cũng phải tầm khoảng 400 mấy chục Newton đấy, mình không nhớ rõ. Nhưng mà cái lực cái lúc mà mình xuống số 1 thôi nó đã rất là lực rồi. Nhưng mà ví dụ mà cái súng mà nó to đùng, nó to hơn cái này một xíu mà nó có khoảng 1.500 Newton đấy, nó to cái này một xíu thôi, mà ví dụ cái cấp độ nhỏ nhất của nó là 750 Newton lực đi chẳng hạn vậy, thì các bạn bắn chả bắn được con ốc nào trên xe mình ấy, tại vì nó quá lực, nó sẽ banh hết ốc luôn. Cho nên là theo kinh nghiệm mình nha,
theo kinh nghiệm của mình thì các bạn chọn loại súng nào cũng được. Thì có tiền, tiền bạc thì nó là vấn đề các bạn. Nhiều khi mở tiệm ra mà vốn nó ít mà cứ mua cái này xịn cái kia xịn cái kia xịn, nó sẽ rất nhiều tiền. Cho nên là ví dụ mà các bạn mua thì có thể có những cái hãng mà cây súng nó có 500, 600, 750 lưu tân lực ấy, thì nó chỉ có tầm khoảng 2 triệu mấy thôi, súng pin các bạn, 2 triệu mấy 3 triệu một cây thì xài là ok rồi. Còn mình thì thuộc dạng là đua đòi, kiểu là thấy đẹp đẹp với lại ham muốn vậy thì mình mua cái súng xịn này thôi các bạn, chứ còn xài mấy cái súng kia thôi biết chừng nào cho nó hư, hiểu không? Cái súng này súng Trung Quốc thì mình xài khá lâu mà bắn gọi là kinh điển rồi mà cũng chả thấy nó hư. Đây là gọi là súng giả hàng nhái, chả có ý nghĩa gì hết mà nó còn bền. Còn những cái súng mà thương hiệu thì nó sẽ bền hơn, đảm bảo thì nó sẽ rất lâu hư ấy. Còn cái súng này mà xài thì có khi chả biết chừng nào nó hư, trừ khi nào ba đập hay là bị vô nước hay gì là nó mới hư thôi, chứ hư được nó thì rất là khó, mình nghĩ vậy. Thì vậy nha, nói dài dòng các kiểu thôi, nhưng mà thực sự ấy, tóm tắt lại ấy, thì các bạn xài súng hơi hoặc là xài súng pin thì các bạn chọn cỡ khoảng tầm 750 newton lực trở xuống. Đó là ok. Nó có khi người ta bán súng cho mình là người ta có những thông số là lực siết tối đa của nó là bao nhiêu đấy, bao nhiêu newton đấy các bạn, thì cỡ 750 newton trở xuống là ok. Còn nếu mà như mình ấy, tiệm sửa xe của mình mà không sửa xe tay ga, không bắn ốc sau xe tay ga, chỉ có làm bắn ốc bánh trước bánh sau rồi là bắn ốc nồi rồi bắn ốc vô lăng các thứ thôi, thì mình chỉ xài từ cầm tầm có khoảng 400 newton lực là ok các bạn. Nó không yếu đâu, nhiều khi mình đọc những cái thông số mình thấy nó thường thường đấy, nhưng mà khi mà cầm lên 400 newton là những con ốc ở trên xe là giải quyết được hết rồi. Và giá khi mà mình mua cái đúng phù hợp như vậy ấy, thì cái giá rẻ hơn. Mình mua cái này là mắc tiền, cái này mua 7 triệu mấy, nhưng mà ví dụ mà cái loại 400 newton lực ấy, thì nó rẻ hơn 1 triệu mấy 2 triệu các bạn đó. Mà xài thì nó lại vừa hợp hơn, ok hơn nữa, mà vừa rẻ hơn nữa, đúng không? Đúng cái nhu cầu thì nó sẽ vip hơn. Rồi còn súng thì nó có nhiều thương hiệu mình đã tìm hiểu rồi, hãng Boss này, hãng Boss của Đức đúng không, rồi là hãng Milwaukee này, rồi hãng DeWalt của Mỹ luôn, rồi hãng gì Makita của Nhật đó. Nói chung những cái thương hiệu lớn ấy thì cái súng nó mắc cực kỳ các bạn. Makita thì nó cũng tương đương với cái này, những cái súng mình dò dò nó cũng tầm, nếu mà cái pin với lại sạc đầy đủ nó cũng tầm 10 mấy triệu. Nếu mà súng mà cỡ khoảng 700 newton lực ấy, thì mình dò dò thì nó cũng tầm 12-13 triệu, khoảng đó. Nếu mà full bộ nhá, full bộ cả hai cục pin, cục sạc với lại cái thân máy ấy, thì nó tầm 12-13 triệu. Còn cái này nếu mà ví dụ mà hai cục pin mà không được, cái này là được khuyến mãi cục pin đấy các bạn, còn nếu mà không được khuyến mãi thì nó nằm cỡ tầm 12 triệu, cỡ tầm 12 triệu cái súng này các bạn, khủng khiếp. Nhớ ngày xưa mình ra nghề là mình chỉ có đúng 20 triệu thôi. Từ năm 2009 mình mở tiệm là được đúng 20 triệu để mở tiệm. Nhưng mà thời đấy thì giá tiền nó vẫn đang còn gọi là tiền nó vẫn đang còn có giá. Bây giờ nếu mà tính theo lạm phát ấy, thì bây giờ mình có tầm khoảng tầm 50 triệu mở tiệm đi. Mà mua cái súng không hết 10 triệu rồi. Rồi bao nhiêu cái dụng cụ nữa mà cứ mua đồ xịn xịn thì không biết bao nhiêu tiền. Đó, cho nên là mình chỉ có nói ra là cái súng là cỡ bao nhiêu newton lực nha các bạn. Còn nếu mà các bạn có tiền thì mua súng xịn, còn nếu không có tiền thì mua cái súng mà thuộc dạng thương hiệu nhỏ hơn, cái chất lượng nó ok hơn, cũng nếu mà đã hàng chính hãng rồi thì nó sẽ ok các bạn. Thương hiệu nhỏ đi chăng nữa thì nó cũng phải, người ta đã bán ra ngoài người ta cũng phải nghiên cứu là nó cũng phải có chất lượng tương đối gọi là ok rồi người ta mới bán ra ngoài, người ta mới có thương hiệu được. Còn mấy cái súng lại giả giả thì người ta bán đại thôi, ví dụ nó hư thì bớt, chả biết có thương hiệu nào, người ta chả biết, sợ mất danh tiếng kiểu vậy. Cứ mua có thương hiệu nhỏ thì giá nó rẻ, xài nó cũng ok thôi. Rồi vậy nha, nãy giờ thì mình nói nam nam vậy mà không biết là cũng có truyền tải được gì cái kinh nghiệm gì đó các bạn không. Nhưng mà hy vọng là các bạn coi các bạn sẽ có một cái chút kinh nghiệm gì đó về việc lựa chọn súng nha. Chào các bạn.